Dạ xin mến chào anh em. Hôm nay là ngày 20 tây tháng 9 anh em. Thì em có xin giới thiệu anh em cái bộ bộ phát điện này là cách âm anh em. Thì nó chạy động cơ á là mà máy dầu một máy. Máy dầu máy máy tinh anh em. Thì nó phát ra điện á là có công suất kích thước cũng tương 5 kg anh em. 5 kW. Máy chạy dầu anh em. Công suất đó là 50 hạt. Đó, này là đề thôi, mình chỉ đây. Cái này là cái bình mình gắn vô đây mình đề là đề bẻ cò cái bật khóa là đề lắm anh em. Thì cái này thích hợp mình về mình xài trong gia đình luôn đó. Hoặc là tủ lạnh máy quạt hay máy là ok anh em. Ngon lắm. Đó. Ngon lành luôn. Ốc dầu giờ nghẽo luôn. Cái này là ổ cắm mình nha, ổ cắm thì mình cứ ghim vô đây thôi đó, ra điện đây thì tí xíu nữa mình sẽ test thử cho anh em xem ha, thử máy hàng luôn đó. Mình muốn xài điện sống mình xài, còn mình muốn hàng điện này mình hàng nữa anh em đó. Rồi bây giờ mình đề nha, trước khi tại vì cái bình này nó hơi yếu nha, cho nên mình đề mình phải bật cò một cái anh em, đè cò xuống nè đó, đè cò xuống một cái rồi cái mà buông ra là chạy à. Để thay ấy thân. Để đi. Rồi. Rồi. Rồi anh em, thì bây giờ điện mình ra 2.2 anh em.